Vâng. À, hôm nay thì em Hằng muốn quay một ít cái clip thật nhanh, quay qua cho anh em chơi những cái tầm âm ly cỏ. Vâng, đây là âm ly 7.900. Đây ạ. Vâng. À, cái dòng này thì nó rất là tầm giá cho anh em chơi những cái đồ tầm tiền. Vâng, ghép nhưng mà rất là hay. Công suất của con này là 130W. Nó rất là thích hợp cho những cái loa bioler này, từ bát 25 đến bát 30. Vâng. Đây ạ, lô hàng hôm qua về, hôm nay ông xã đã test xong rồi. Anh em mà thiện chí thì nhanh tay nhé, liên hệ cho em ngay bên số điện thoại của bên cơ sở 1 âm thanh Khánh Hằng, 0912 572434, địa chỉ 19 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời, phố Huế, Hà Nội ạ. Cả nhà chụp giúp em và liên hệ cho em Zalo của số điện thoại này nhé. Bên cơ sở của âm thanh Khánh Hằng và cơ sở 1 ạ. Để được những cái âm ly mình như ý nhé. Vâng, con này là con 7.900. Vâng ạ. Bởi vì em Hằng rất là anh em hỏi rất là nhiều cái tầm tiền con này, em Hằng đã lấy về cho anh em đặt đây rất là nhiều. Và anh em nào mà cứ liên hệ với em Hằng mà đặt những con tầm cỏ như thế này, liên hệ ngay cho em số điện thoại nhé, 0912 572434 nhé. Gửi vào Zalo giúp em, báo vào Zalo nhé. Hàng rất là đẹp, đã được cân chỉnh hết rồi, đã test rồi, ok rồi. Vâng, con này thì đánh vào các dòng loa bioler, tất cả các nhất là những con bát 25 này, thậm chí cả bát 30. Vâng, công suất của nó là 130W thôi nhưng mà nó chạy rất là mềm tiếng và rất là hay. Hàng rất là đẹp. Rất là nhiều đã luôn theo dõi âm thanh của bên âm thanh Khánh Hằng và hai cơ sở của em. Đợt này thì sát Tết quá rồi, cho anh em thật nhờ lướt nhanh tay Facebook, Zalo rồi là YouTube nhé, để liên hệ với em Hằng nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà.